Cảnh ngày xuân, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn gian tay ra về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang.